Midnight là con hero mà tôi ghét nhất vì Camber hay dùng con hero này để cam. Camber hay spam đòn basic rồi đòn spinning khi bạn tới gần. Nhưng nó không phải là thứ tôi muốn nói vì mấy cái này có thể bắt bài. Chẳng qua là tôi gà nên cây thôi. Thứ tôi muốn nói là đòn Shadow này. Nó là đòn parry để có thể phản đòn đối phương. Nhưng tôi rất ghét nó vì trong game đối kháng, đòn parry là con dao hai lưỡi. Nếu bạn parry thành công thì đối phương sẽ ăn đòn. Còn nếu bạn không thành công, bạn sẽ bị ăn đòn. Nhưng trong Shadowfire thì sau khi bạn parry không thành công, bạn sẽ không bị ăn đòn. Trừ khi đối phương có Shadow hoặc ám khí có khả năng làm choáng. Có lẽ do cơ chế của game là đứng yên sẽ tự động chặn đòn, nên nó như vậy. Nói thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Dù sao thì Midnight khá mạnh.